lại nữa thiện hiện tất cả pháp môn đà la ni và tự tánh không của tất cả pháp môn đà la ni là tánh bình đẳng của đại bồ tát tất cả pháp môn tam ma địa và tự tánh không của tất cả pháp môn tam ma địa là tánh bình đẳng của đại bồ tát các đại bồ tát đối với pháp ấy phải học nên gọi là học bình đẳng do học bình đẳng nên mau chứng quả vị giác ngộ cao tột lại nữa thiện hiện quả dự lưu và tự tánh không của quả dự lưu là tánh bình đẳng của đại bồ tát quả nhất lai bất hoàn a la hán và tự tánh không của quả nhất lai bất hoàn a la hán là tánh bình đẳng của đại bồ tát các đại bồ tát đối với pháp ấy phải học nên gọi là học bình đẳng do học bình đẳng nên mau chứng quả vị giác ngộ cao tột lại nữa thiện hiện quả vị độc giác và tự tánh không của quả vị độc giác là tánh bình đẳng của Đại Bồ Tát. Các Đại Bồ Tát đối với Pháp ấy phải học nên gọi là học bình đẳng. Do học bình đẳng nên mau chứng quả vị giác ngộ cao tổn. Lại nữa thiện hiện tất cả hạnh Đại Bồ Tát và tự tánh không của tất cả hạnh Đại Bồ Tát là tánh bình đẳng của Đại Bồ Tát. Các Đại Bồ Tát đối với Pháp ấy phải học nên gọi là học bình đẳng. Do học bình đẳng nên chứng quả vị giác ngộ cao tột. Lại nữa thiện hiện quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật và tự tánh không của quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật là tánh bình đẳng của Đại Bồ Tát. Các Đại Bồ Tát đối với Pháp ấy phải học nên gọi là học bình đẳng, do học bình đẳng nên mau chứng quả vị giác ngộ cao tột. Cụ thọ thiện hiện lại bạch Phật, Bạch Thế Tôn nếu Đại Bồ Tát vì sự tận của sắc mà học, là học trí nhất thiết trí chăng? Vì sự tận của thọ tưởng hành thức mà học, là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì sự ly của sắc mà học, là học trí nhất thiết trí chăng? Vì sự ly của thọ tưởng hành thức mà học, là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì sự diệt của sắc mà học, là học trí nhất thiết trí chăng? vì sự diệt của thọ tưởng hành thức mà học là học trí nhất thiết trí chăng nếu đại bồ tát vì sự vô sanh của sắc mà học là học trí nhất thiết trí chăng vì sự vô sanh của thọ tưởng hành thức mà học là học trí nhất thiết trí chăng nếu đại bồ tát vì sự vô diệt của sắc mà học là học trí nhất thiết trí chăng vì sự vô diệt của thọ tưởng hành thức mà học là học trí nhất thiết trí chăng nếu đại Bồ Tát vì bản lai tịch tịnh của sắc mà học là học trí nhất thiết trí chăng, vì bản lai tịch tịnh của thọ tưởng hành thức mà học là học trí nhất thiết trí chăng, nếu đại Bồ Tát vì tự tánh niết bàn của sắc mà học là học trí nhất thiết trí chăng, vì tự tánh niết bàn của thọ tưởng hành thức mà học là học trí nhất thiết trí chăng.